Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn món rau muống xào tỏi. Rất là thơm. Nguyên liệu của chúng ta thì có một bó rau muống các bạn. Muốn này là muốn tàu sắt khúc khoảng 5 phân, ở đây mình chuẩn bị sẵn một số gia vị các bạn để mình xào cho nó nhanh. Phòng rau muống nó tươi để mình chuẩn bị gia vị mà chờ đợi lâu quá đó nó bị héo. Ở đây mình có 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng tương tương xay các bạn. Rồi mình cho khoảng 1 muỗng canh vào ăn ha, để cho nó nóng một chút, bỏ tỏi vô một chút cho nó thơm. Tỏi nó thơm, nó vàng rồi đó, mình bắt đầu bỏ rau muống vô. Mình chuẩn để lửa lớn đó. Khi mình bỏ rau muống vô mình xào khoảng vài cái nữa là mình giảm lửa vừa rồi. Xào sơ xào khoảng vài cái rồi đó, bắt đầu nêm bột ngọt với muối với đường trước ha. Rồi mình xào, tiếp tục xào. Cái này mình để lửa vừa các bạn, lửa vừa nhỏ xíu cũng được. Rồi tiếp theo mình nêm dầu hào với tương xay, rồi giờ mình đảo đều thôi. Mình xào khoảng 1 phút ha, còn nó muốn nó xẹp xuống là mình tắt lửa rồi mình cho vài cọng hành lá vô cho nó thơm. Món này cực kỳ đơn giản luôn. Cái rau muống này nó có một số loại vitamin ha các bạn, có tác dụng chữa bệnh đó. Đầu tiên của nó là nhuận tràng, rồi bổ sung chất sắt cho cơ thể. Thơm ngon các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Tạm biệt các bạn.